Đây là lòng. Các bạn nhấn xếp ngồi ở khu này. Đó. Thì đến nhấn xếp. Đây. Này nhấn xếp cái nó đi vào bên trong. Anh thử này. Đây đây. Và nhấn xếp kết hợp với nước nhảy nữa. Ok. Đó. Như vậy. Nhịp một là như các bạn đây. Các bạn đứng núp trong này để tránh chứ không bị mấy cái bọn trong này nó bắn tỉa ra là chết. Bạn xem đấy, ấy nít quá chữ thiệt đó. Mình đi là này, các bạn ấn là cách mà vậy ý ngồi á. Khuôn này thì cũng thế thôi, cũng là nhảy từ chỗ này và đứng nấp chỗ này nhảy đấy đó. Mình bấm lùi cho nên bị trượt từ từng tí. Các bạn tập dần là cũng quen thôi. Nhảy lên chỗ này thì các bạn canh tầm chỗ này này, nhảy lên kia. Đấy. Cũng là mở cho xem tí mít đó. Lên lên là các bạn nhấn xếp ngồi lấy chân chắc chắn. Các bạn tập dần là cũng quen thôi đó. Quên đi ra rất là nhanh, mình quên quên đi ra rồi. Thôi mình kết thúc clip tại đây nha. Xin chào, nhớ các bạn nhấn like và share hộ mình nha.